Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh của hai vợ chồng mình. Cả nhà ơi, chiều hôm nay hai vợ chồng mình sẽ làm một cái món ăn cũng khá là đơn giản, có liên quan đến hải sản nha. Đó là món mực nướng sa tế nha cả nhà. Mình thấy gì tích YouTuber của Trung Quốc hay ăn cái món đó đó, sỏi vô xiên que, anh nhìn thấy hấp dẫn quá. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái món đó nha. Sáng thì anh Khoa anh có đi chợ và anh mua được một ký ha anh, một ký mực, nhưng mà gọi là mực nang nha, mình nướng cho nên là mình mua mực nang. Con nó có chừng ba ngón tay vậy nè. Đúng rồi, loại nhỏ nhỏ thôi, nướng nó sẽ mềm với giòn nữa. Cái mình về mình còn không có thời gian, cái giờ mình ướp đá rồi, cái giờ mình đem ra mình làm thôi. Thôi mà cả nhà vào bếp để thực hiện món này nha. Đi thôi. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một ký mực nang nha cả nhà. Và ở đây bột niêm và sa tế, mình chỉ ướp bột niêm với sa tế thôi. Giờ anh Khoa sẽ cho vô đây là hai muỗng sa tế. Mình sử dụng sa tế tôm nha. Sa tế này thơm. Và nửa muỗng bột niêm. Rồi trộn đều lên. Mình nướng sa tế ướp đơn giản thôi. Còn thơm quá anh, sa tế thơm quá. Con bạch tuộc này, con mực này nó cũng đã ngọt rồi. Hồi mình chấm nữa. Mình chấm với muối su cay ha. Trộn đều lên. Ơi nó đi. Mình ướp khoảng 10 đến 15 phút cho nó thấm con mực, xong rồi mình sẽ xiên que từng con nha. Đây mực mình ướp nãy giờ cũng được 10 phút rồi nè, bây giờ anh Khoa anh sẽ xỏ lũi. Sẽ xiên. Được không anh? Xỏ từ từ. Xiên này nó bị trễ cái bụng rồi, anh xiên sao? Anh để thử. Xiên lên luôn anh. Khoảng về cho nó giữ rồi con mực rồi. Nó. Còn cái gâu làm gì vậy? Tém lên. Quấn rồi. Đây một con. Bỏ qua đây. Cái cưng quá anh. Đẹp không? Nhìn nó lù lù à. Thơm đó anh à. Ướp sa tế nó thơm nhẹ lắm, thơm dễ chịu lắm. Wow. Mình mua con mẫu quán bán món này. Ướp sa tế thì cái nó bán được cái mùi tanh của con mực. Hai con. Cưng nhau. Cái món này là ý tưởng của chồng mình nè. Xấu lụi vô. Xấu. Wow. Con mực này nè, mình mua mấy con nhỏ vậy nè. Wow, được 3 con. Thôi nói chứ giờ mình sẽ đi phụ chồng mình xỏ hết cái số này luôn nha. Sau một khoảng thời gian ngồi xỉa thì cuối cùng là hai vợ chồng mình cũng xỉa xong rồi nè. Nhìn hấp dẫn chưa? Bây giờ mình sẽ đi đốt lửa để mình nướng cái số mực này. Vừa nướng vừa ăn nha. Ăn liền trên bếp, bây giờ mình nướng nha cả nhà ơi. Wow, hơi nóng đó anh ơi. Nhưng mà anh thiết kế cái bàn mắc cười quá. Cái phụ để lên cho. Mình nướng cho. Hôm nay mình được anh phục vụ cho. Mình được người chung giường chiêu đãi. Hết quá. Nhưng phụ để cho nha. Anh cầm lên đi. Được rồi, nướng cho. Ngồi đi, hôm nay chỉ việc ăn thôi. Wow. Thơm lắm luôn, rất là thơm luôn. Hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Hấp dẫn. Lên lên. Mầm. Nhìn thật là chảy nước, chảy miếng, nước miếng. Đẹp chưa? Đi một con nữa được đó anh. Chỗ nào? Đầu bên này. Đây hả? Đúng vậy. Chờ một xíu cái mình thêm nó vô nữa. Ồ, những con mực nang của mình.
anh giống ngoài tiệm á, anh để lên đường con nữa kìa. Hấp dẫn chưa nào? Ờ, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Mà lem. Nghe nó co lại nè. Giờ anh Khoa anh cứ ngồi anh trở gì thôi. Nhìn đã quá anh ơi, vàng rồi nè. Hấp dẫn ha. Anh ướp cái sa tế này nó vàng, nó đỏ ghê ha. Cái màu nó đẹp ha. Chắc là sẽ cay đấy. Không biết sao đây. Ở đây thì mình có một dĩa cái gì? Nước chấm hận hánh nha. Nước cánh chấm siêu cay luôn với một dĩa xà lách. Hai vợ chồng xác định lại bỏ cơm, hầu như ngày nào cũng bỏ cơm hết. Món này hấp dẫn quá mà. Thèm lắm rồi đó anh ơi. Đã chưa. Hôm nay mình được chiêu đãi rồi, mình chỉ việc ở không thôi. Hôm nay chị em chỉ việc ăn thôi. Wow, ngon quá à. Ngon quá luôn á. Em mới xu được. Hai ly nước ngọt nè. Chính là này. Cảm ơn em chọn phục vụ. Khổ. Cảm ơn em. Chiêu đãi em thì em phải. Rồi anh Kha anh thiết kế cái bàn này nó bé bé quá. Thấy cưng không? Thấy cưng mà hơi bé hả? Ở cái gì trong đây vậy? Bông bông khế. Mình đang ngồi dưới cây khế. Em mà em nè. Chín chưa anh? Anh lấy cho em một con. Em là phải ăn chín đúng không? Đúng rồi, em phải ăn chín uống lạnh. Uống chín đúng rồi. Thơm rồi. Đó, mời em ăn trước. Thơm quá. Hôm nay em là khách mời của anh. Hay. Ngon. Hôm nay là em là khách mời của anh, cái ngày mời anh là khách mời của em. Có hai đứa tối ngày luôn. Anh để anh chở anh cái nè. Mời cả nhà nha. Anh đẩy em phải không? Đẩy đi. Anh hỏi cho em ăn đi. Trời ơi, vậy luôn. Vậy luôn hả? Sao vậy? Cái nước này nó dằn. Trời ơi. Dằn dữ vậy. Cay đó. Chắc là mình sẽ chấm thêm một miếng nước chấm siêu cay nữa. Cái này phải có nước chấm mới ngon. Tuy là nó vừa ăn nhưng mình chấm một xíu nó mới đậm đà. Ngon. Giòn không? Giòn dữ vậy. Ngon cả nhà ơi. Gầu cái giòn lắm. Anh nghe luôn nè, em nghe gầu mà. Anh thấy em ăn anh cũng thấy. Rất là giòn luôn. Anh đẩy em mà cho anh ăn ké chứ nha. Cứ được ăn thôi. Trời ơi, dữ vậy. Gì dữ vậy. Ngon lắm. Để anh để cho nó nguội cho em ăn ha. Nó khẩn. Anh đẩy em một xíu nha. Ok. Đã trở lại rồi đây. Ê, xuất hiện cái ghế cũng qua đây con. Mình mới vừa mời được một vị khách mời. Bà Cụng ơi. Qua đây. Rồi. Nó không chịu ăn. Nó đeo theo em á. Nó mừng em á. Mừng lắm. Bà Cụng. Qua kia nha. Qua ghế ngồi. Rồi có anh bò sữa xuất hiện luôn. Cá bầy luôn. Bò sữa ơi. Nhà bà Cụng. Kêu nó lên. Ủa, ghế nó nổ chưa. Bây giờ nó khô rồi nó nổ. Lên. Lên bạn ơi. Lên mới được ăn. Anh Khoa nó hay đi chơi á, đi ruộng vậy cái anh Khoa hay tắm á, cái nó sợ. Rồi ngồi yên đó, chờ chút xíu nóng quá à. Quá. Gì vậy? Chơi con nè. Thằng Bụt cũng là với bò sữa nó đi chơi tới ngày thôi. Giờ đi về nó gặp mình nó sợ lắm. Về là tắm à. Con nằm xuống, ngồi xuống. Mình cho bò sữa nó nhốn nháo luôn. Ủa anh ăn chưa? Anh ăn đi nè. Rồi một cục, anh chia làm ba. Thôi không sao. Đi chơi chứ phần nó của em. Ơi trong bụng nó có nước nha anh, cẩn thận. Bởi vậy anh úp xuống nó văng nè. Nó chừng nó vô mắt á. Nó chín rồi đó, khô quá. Vậy thôi anh chín là cái nào chín anh không nướng nữa nha. Ok. Nhưng mà em thích ăn vàng vàng. Chín vừa vừa thôi. Ồ, ui mà nấu dữ vậy. Nó chín cái nó khô cái da. Rồi bà Cụng nhảy xuống rồi. Nó thấy anh bò sữa lại, nó sợ bò sữa ăn hết cả nhà ơi. Bà Cụng ơi, mày đi một hồi mày đạp lên đây đó. Càng ngon rồi. Càng về sau là càng ngon. Cho ông thợ nướng.
Để thôi. Một hồi ổng xỉu à. Ngon dữ vậy. Giòn ghê. Ăn đi. Anh mấy con bự bự á, nướng khô khô, nướng cho chín chín á. Vừa cha với mẹ. Đây, anh nướng con bự. Cha với mẹ là phải ăn chín. Nhưng mà em có ăn chín, chỉ có anh là ăn tái thôi. Anh là thì thích dừa chín. Có chứ anh Khoai thích ăn dừa chín tới. Em sợ thì em sẽ ăn chín không. Quên hả? Chú gheo. Ông gheo nha. Ủa, anh lo nướng. Đây, bây giờ mình sẽ ăn mà cả nhà nha. Hấp quá. Ngon. Đây, chấm với đây là siêu cay. Nó giòn dữ à. Bột mỡ này là bột cộng vừa à. Ăn ghế không? Dạ. Đây. Lên con. Cay quá. Sao vậy? Sao em ăn bị cay này ăn hoài vậy? Cay quá bị sặc. Trời ơi, nó đứng rồi, đứng chàng hả luôn kìa. Không cho ăn, hồi tự lên à. Chờ lên. Biến. Dạo này nó mặt quá cho nên nó làm biến rồi cả nhà. Nó lười quá. Ngon quá em ăn đi. À, sợ tới mình ướp thì nó cũng không cay lắm đâu. Nó cay là nó cay cái nước chấm. Anh đừng có cho cái nước nó nhiễu xuống nó kìa. Không phải đâu. Nó nổ là cái da nó khô nó nổ. Anh chơi em nè. Nước chấm thì anh đâm cay thật là cay. Vậy nó chơi chứ ăn mà cái mấy cái hải sản này nè, mình ăn cay nó mới ngon nha. Nhưng mà cay quá chịu hết nổi rồi. Anh giỡn vậy? Anh thấy con khủng long không? Em thổi hồi khét mực của anh hết rồi sao? Phun lửa. Em thổi hồi nó khét hết này của anh rồi sao? Cái đứa không có ăn hồi tự lên à. Không cho ăn hồi tự nhảy lên buồn à. Buồn rồi đó, buồn rồi đó. Ăn đi. Anh nướng cho. Em để cho bớt cay á, phải tốt là gì đâu. Vậy đây em bớt cay là ăn xong hết rồi đó. Nhanh đi. Mà cái nhà nữa nha. Cay quá, mình không thể nào nhét vô được. Cái giò, cái gầu nó chuồn. Gầu. Hết cay rồi. Bớt cay chứ không phải hết. Mau đi. Cụng. Cụng ơi. Cụng ơi chơi rồi. Được rồi. Lên. Chiều lên con, đi. Lên. Nè. Như bự hơn ghế này, nó không thích ghế này hay sao? Được rồi. Rồi, quay lại. Xoay lại. Cho ăn. Ngoan được cho ăn. Bữa hổm á là lâu quá mà không có ăn là tự nhảy lên luôn. Nhưng mà dạo này làm như mập, hơi bị mập quá. Được ăn nhiều bây giờ làm biến rồi. Bò sữa cho con nào. Chiu. Rồi. Nó mà hay chờ bò sữa là nó nhảy xuống à. Tôi cần hết. Ăn gao đi anh. Ăn gao như bò ăn cỏ. Anh đang ăn thì để thưởng thức cho nó. Chọn cái vị, nguyên vị nữa. Ăn ngon. Ngon. Nó rất là giòn luôn. Ăn thức ăn con mực này nè. Việt Nam mình có bán vậy không ta? Mình ít y ăn hàng á. Anh sẽ bán. Bán cho em. Hai vợ chồng bán qua bán lại. Không đồng. Ngon lắm cả nhà ơi. Cả nhà hãy làm thử cái món này đi dễ dàng. Được. Không ai quan tâm tới hết, lâu quá không có ăn, tự tìm tòi tới. Nói tới nó cái nó nhảy xuống, tự ái nữa. Người có lòng tự ái nữa chứ. Chính hết rồi. Em thấy mỗi lần mà mình mua cái người ta phải hông lại vậy nè, cho nên là em mỗi lần ăn phải hông lại. Mấy cái gâu á, nó là bị chết, anh cắt bỏ. Chị cho em mấy con này nha. Con to nè. Wow. Cái con này nó khô rồi. Mấy con này nó khô rồi anh ơi. Ui da. Con này nó khô rồi nè.
Chín hết rồi hả? Chín chưa? Mẹ sống sống mẹ không dám ăn á. Chắc rồi. Ngọt. Ngon dữ rồi. Trời ơi. Mực ở đây không ăn, đi ăn bánh mì. Đi ăn bánh mì không. Nó xuống đất nó đi ăn bánh mì không rồi cả nhà. Ổ bánh mì của nó cạp nãy giờ luôn á. Bây giờ mới thấy cay nè. Thấm rồi. Thấm. Thôi mang một con nó thôi nha. Vô nó thấy mà mình ăn, nó thấy mình nướng cái nó đi, nó thấy mình ăn cái nó lại kìa anh. Món này giòn sao mà giòn dữ được. Anh làm nó ngon dữ quá. Ăn còn những món độc chiêu nữa. Con lên đi mới cho con ăn. Con lớn rồi. Trời lên ghế mới cho ăn. Nha. Ăn đây. Ăn con nữa đi. Cay quá, anh cho nó bớt bớt cay. Sáng đi chợ anh cũng không định, anh không biết làm gì luôn, anh không định này đâu. Anh đi qua anh đi là anh dầm hoài. Cái mực ngon quá hả? Cái mực ngon anh mới chợt nhớ hả? Nhờ vậy em mới có món này ăn à. Ngon à? Ăn bướm con rồi, anh ăn mấy con? Bướm con. Bướm con. Bướm que. Bướm 8, 10, 12, 14, 16. Ký 16 con. Ký được 16 con, nhiều chứ bột. Hai trăm hết. Vô. Tại tối luôn rồi. Cay hết. Cay quá. Cay quá cả nhà ơi. Cảm ơn anh vì đã đãi em một bữa tiệc ăn ngon. Rồi ăn xong đi kìa. Nó thấy con mèo chơi con thằng lằn. Thank you. Cảm ơn. Không có chi. Mai đãi anh lại món khác được rồi. Quá ngon cả nhà ơi. Thôi, cái món này ngon thiệt. Mình hai vợ chồng mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai vợ chồng mình nha. Bye bye cả nhà.